Xin cảm ơn anh Tú rất nhiều. Và giọng ca của chị Thanh Mai thế nào thì chúng ta sẽ cùng biết ở phần sau. Còn bây giờ, tất cả các em nhỏ đó rồi ạ, và tất cả mọi người có tại đây, hãy trật tự, tập trung lên phía sân khấu. Và bất ngờ sẽ được mở ra ngay sau tấm màn này. 3, 2, 1, mở.
về.